tất cả các em. Em xin chào tất cả các anh chị. Rồi, các bạn ơi, từ hôm khai trương là ngày mùng 8 tháng 7 tới hôm nay là tính ra cũng gần một tuần rồi. Chị thì rất là bận biểu chứ không có thời gian để chị quay quà của các bạn tặng cho chị nhân ngày khai trương nè. Rồi thì quà của các bạn nhân ngày khai trương thôi. Mẹ hơi bị làm sao ấy. Rồi, bây giờ là chị sẽ giới thiệu từng món. À, cái món quà đặc biệt nhất là của bạn của kênh Tira Trang. Tira Trang. Bạn Trang ấy, bạn Khả Trang ấy thì là tới ngày 12 hay 18. Hôm nay ngày nhiêu rồi? 13. Tới ngày 18 là ngày thứ tư. Đấy, chị hơi bị nhầm lẫn. Tới ngày 18 là vào ngày thứ tư thì là bạn Trang với lại bạn Bu của kênh Baby Kobo Home ấy. Baby Kobo gì đó, Baby Kobo Home, hình như là vậy. Chị nhớ mang máng. Có đọc tên có đọc sai tên thì các bạn thông cảm nhé. Có tổ chức một sự kiện thì Trang đó đã tặng cho chị một món quà, đó là những cái hộp làm như thế này. Rồi, lát nữa là chị sẽ review từng bạn một nhá. Và bạn tặng chị là ba cái hộp này, nhưng mà chị ông ơi, chị đòi thêm một hộp làm trong. Nhưng mà bạn đó làm hộp làm, bạn đó làm trong làm trong này chưa có được trong, tại vì bạn nói với chị là bạn mới làm, cho nên là bạn vác theo và bạn tặng chị luôn. Rồi, tiếp theo là món quà của bạn Quỳnh Như, đúng rồi, tặng chị Loan Nguyễn cộng ăn hậu, nhẹ nhàng coi chừng bị rắc đồ nha chị. Rồi, lát nữa là chị sẽ mở ra để chị review luôn. Rồi, tiếp theo là một bạn làm, bạn này là bạn gì đây, bạn này không có tên à? Không, để mẹ đọc thử coi. Chị đọc trước, lát nữa là chị sẽ review sau nhá. Hi, em chào chị Loan, em tên là Tú Huê, em hay mua hàng bên chị đó à. Hôm nay là ngày khai trương shop nên em có quà muốn tặng cho anh chị và mọi người. Quà em cũng không to lắm, nhưng đó là tấm lòng của em mong mọi người thích. Một bịch kẹo là của anh Hậu, tức là nha. Còn bịch bắn và kẹo là của bé Sóc và bé Nhím. Sao Nhím Sóc, xin Nhím anh Hậu có quà mà có bắn mà mẹ không có. Slam trong là của chị Linh, Slam mây là của chị Loan và Slam xốp là của chị Mắm. Em không biết là quà em tặng có đủ cho anh Hậu chị chưa, cho anh chị chưa. Nếu em tặng thiếu quà cho ai thì mong mọi người thông cảm cho em ạ. Thật ra nhà em rất gần shop nên em sẽ ủng hộ shop nhiều ạ. Slam trong em mới làm nên nó không được trong lắm nha chị. Ôi, thật là một món quà tinh thần rất là... Khi mà chị đọc cái lá thư này thì chị rất là hạnh phúc. Rồi, tiếp theo chị sẽ bỏ qua bên đây và review tới bạn này. Lissy Ngọc Trinh shop như quần của sao cũng là bạn Quần, nhưng mà hình như là không phải là quần này. Cái này là Tú Huê. Còn bạn này là Quần Như. À, Quần Như, còn bạn này là Như Quần. Không phải mày khác, này khác con. Đây là một tác phẩm của bạn Như Quần đã vẽ chị Nhím và chị Mập. Thì hôm đó quên, lộn em Nhím, chị lộn, chị mẹ lộn. Đã vẽ chị Nhím, đã vẽ chị Mập và em Nhím. Thật là dễ thương. Hôm đó là mẹ bạn đó có đến luôn và chị nói là sao vẽ chị ốm thế. Thì mẹ bạn đó nói là nếu mà vẽ mập thì sẽ không được xinh. Cho nên là nhìn vào đây, chị có động lực để giảm cân hay không đây? Buồn ơi là sầu, chị chỉ hít không khí nó cũng mập ấy cơ. Rồi, tiếp theo là tới của bạn này. Bạn này gửi đến chị Loan. Đây. Ồ, chữ đẹp nhỉ, nhỉ? Em chào anh Hậu và chị Loan. Nhân dịp khai trương shop mới, em chúc shop của chị Loan và anh Hậu làm ăn phát đạt, luôn may mắn đắt, buôn may bán đắt và được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Và em cũng có món quà nhỏ là những chiếc chiếc hoa chiếc hoa gunmi, hoa gunmi nào hay gì, bông hoa thủ công em tự làm dành tặng cho shop. Mong chị đọc được thư của em và thích món quà này ạ. Bạn không ghi tên bạn là gì bạn ơi? Tên của bạn tên là gì? Chị thấy một cái phong bì này nhưng không biết tên bạn là gì. Bạn có coi video này thì bạn comment ở dưới để chị biết tên bạn là gì nhá. Tại vì là ở trong đây bạn không có ghi tên, bạn không ghi tên của bạn. Rồi, chị rất là cảm ơn cái món quà này của bạn. Thì chị cũng tính là sẽ mua một cái chậu, cái bình bông nhỏ nhỏ ấy, và chị cắm cái này lên và chị để cái bàn làm việc tại shop.
Đó, bạn này rất là khéo tay. Cái bông hoa bạn làm từ dây thun. Đâu phải con, đó này đâu phải dây thun. Không, cái này là từ nhựa gì ấy. Kiểu như từ ống hút hay sao ấy. Con nhìn coi, đâu phải là dây thun. Dễ thương không? Dễ thương không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đúng rồi, bạn làm từ ống hút rất là xinh. Xinh chưa? Đó. Rồi, bây giờ chị sẽ review những cái slam. Rồi các bạn ơi, bây giờ chị sẽ review từng cái món quà mà các bạn tặng chị nhá. Đây là của bạn Như Quỳnh. Đâu? Như Quỳnh. À đúng rồi, Như Quỳnh. Bạn đã vẽ chị Loan và xung quanh là Cham. Rồi đây là anh Hậu và xung quanh cũng là Cham xung quanh luôn. Rất là dễ thương. Rồi đây là một cái lá thư của bạn đó này. Ôi tay của mẹ dơ quá. Tặng thêm cho chị 3 hũ slime nữa, 1 slime xốp xinh tối dâu, 1 slime lao nữa. Tên chocolate 2 hũ giống nhau, chocolate dream. Tên kem đông lạnh. Em tên là Quỳnh Như, năm nay em lên lớp 7. Hôm nay em tới shop như ngày khai trương của shop Gucci Ngọc Trinh. Em chúc chị mua may bán đắt và chị và anh Hậu phải nhiều sức khỏe. Lật qua. Em tặng chị một hũ lao lam làm từ tuyết mịn của chị. Tên là Chocolate Dream. Chocolate Dream. Hũ lia. Tên tình yêu màu hồng. Tặng một cây bút cho nhím. Đây này, cái bút này là nãy chị vừa lấy ra, chị ngoặc ngoặc vào tay của chị. Đây, cái bút của con, một em sâu lông, một em sâu róm rất là xinh. Rồi. Cảm ơn chị ấy. Cảm ơn chị. Quà này là chị tặng con mà đâu phải mẹ tặng đâu, mà cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ, cảm ơn chị luôn. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ review của bạn này trước đi, tại vì là hồi nãy chị đã khui bạn này trước rồi. Đây là một hũ Miu Slam. Cái này cũng là Miu Slam. Ồ, bạn nói là bạn làm từ tuyết mịn của chị đây. Wow. Con chơi hả? Tay của con với tay của mẹ dính đầy màu này, tại vì hồi nãy mình mới rửa nó cũng không hết đâu con, mẹ vừa rửa rồi nó cũng không hết. Wow, nó chất của bạn rất là mềm, tại vì cái này là Miu Slam rất là mềm luôn. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh nhá, tại vì là chị sợ là cái video này nó dài. Tiếp theo cũng là Miu Slam luôn hả? Hai lọ y chang nhau, bạn làm từ tuyết mịn của shop này. Ơi. Cũng không hết, mẹ nói là không hết mà. Này, con rửa tay rồi, không có dính nhiều nữa. Thế con mượn vậy. Đấy con chơi cái hộp kia đi, hộp kia mẹ vừa quay rồi đó. Này hả? Ừ. Miu Slam. À, không phải, có nghĩa là shop của bạn là Miu Slam 12 hay sao ấy. Còn tên là tên ở trong cái kia hồi nãy chị ghi ở trong rồi, cái này là chocolate nè. Chocolate. Con thử đọc chữ chocolate bằng tiếng Anh coi. Chocolate. À. Mẹ đâu có biết chơi slam đâu. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tới một hộp nữa là hình như có một hộp lia mà không? Đây là bạn làm từ cái gì nhỉ? Cái cái gì mà súp lây của mình đó phải không? Làm bằng súp lây, súp lây mà ở trong nó có hạt xốp ấy. Hình như vậy ấy. Súp lây. Ui. Mùi thơm, mùi phấn em bé, nhìn người thử ơi. Phải không? Vẫn bé. Và khi mình bóp ấy, nghe nó cứ xẹt 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 ấy. Con muốn chơi thử quá à. Mẹ chơi xong rồi tới con chơi. Đây. Rồi. Một hũ lia. Đây là một hũ lia của bạn. Lia là sao nhỉ? lia, con đi học tiếng Anh lia có nghĩa là gì? Không biết. Là trong. Con chưa học từ lia. Chưa học à? Ừ. Trời ơi. Rồi, tiếp theo là tới của bạn này. Bạn này là bạn Tú Huê. Bạn Tú Huê này, nãy lá thư của bạn là chị đã đọc rồi. Bây giờ ở trong đây. Đây, bánh của con. Bánh của em Sóc.
Mẹ mập rồi, mẹ không cần ăn. Khổ ghê. Slam của bạn tên là Cathy Slam. Cathy Slam này chị nghe thấy quen quen đấy nhở. Lát hai mẹ con mình thử lên trên YouTube hoặc là trên trang Instagram coi xem là đây là bạn nào. Bạn Tú Huê thì là chị biết, là bạn này vẫn mua của bên chị là chị biết. Ôi, Slam của bạn có một cái vị chăn các bạn ạ. Con ngửi thì con phát hiện ra được cái gì? Mùi gì? Mùi chăn bắp. Mùi chăn bắp á? Mùi chăn mà còn mùi chăn bắp là sao? Ở trong đây của bạn là kèm theo một cái. Ủa? Cái này hình như là cái này hình như là chị nhớ là hình như là ở trong trong cái hộp trà sữa mà gung ti hay cái gì nè, nó có ở trên cái nắp này. Nhưng mà cũng thật là xinh, bạn làm thật là cách điệu cho vào đây giống như kiểu như là một cái charm ấy. Mẹ ơi, charm slam trong á. Các bạn ơi, khi mà các bạn coi cái clip này ấy, các bạn nếu mà các bạn có thấy khó chịu thì cũng bỏ qua cho chị Mập. Tại vì là chị Mập bây giờ đang dần làm quen với slam thôi, chứ chị Mập cũng không hẳn là đã là rành bóng bóng. Quạt vừa bay vào hồi bóng bóng. Cho nên là chị cũng không có biết chơi cái này lắm đâu nhá, các bạn thông cảm nhá. Bạn nào biết cách chơi, bạn nào biết chị chơi như thế nào thì có thể comment ở dưới để chỉ cho chị cách chơi. Chị rất là biết ơn những bạn đó đã chỉ cho chị cách chơi luôn ấy. Chứ còn bây giờ là thật sự là chị không, chứ hiện tại bây giờ là chị cũng không có biết chơi nhá, các bạn thông cảm cho chị. Rồi tiếp xe theo là sang tới cái hộp này không có tên. Ồ, hộp này là một chất, là chất gì? Chất này ơi, ở trong có một cái miếng java chip này. Cái này thì nó hơi dính một chút xíu. Cái này nó hơi dính một chút xíu do là chắc là lúc bạn làm khi là ship đi, tại vì bạn đưa cho chị lâu rồi xong rồi để ở shop ấy, thời tiết nó nóng quá có thể nó chảy ra. Thì cái này chúng ta sẽ cho thêm một ít borax vào. Đấy là theo những slammer ở trên YouTube với lại ở trên Instagram chị có xem, cho nên là chị cũng biết sơ sơ thôi. Không biết thì các bạn cũng bỏ qua. Và cái câu mà không biết các bạn bỏ qua thì thật sự là chị không biết thật, cho nên là các bạn bỏ qua cho chị khi mà chị cũng hơi nói nhiều cái câu đấy nha. Ôi, dĩ mời nó kêu chẹt chẹt. Nó kêu làm sao? Tắt tắt chứ. Này này, mẹ kéo ra cái nghe tiếng nó xì xì xẹt xẹt nghe hay lắm nha. Này con chơi xong rồi tí nữa nó dính tay nha. Con chơi nó không bị dính tay mẹ ơi. Có dính đó. Rồi tiếp theo đây một hộp slam mây. Ê, cho mẹ chùi cái này, bớt cái này đi cho mẹ nè. Rồi tiếp theo đây là một hộp slam mây. Ô một hộp sao mà mềm thế. Ôi hình như là cái này bạn làm từ tuyết Mỹ hay sao ấy chứ hả? Đúng rồi, cái này là bạn làm từ tuyết Mỹ chứ không phải là tuyết min. Đây là bạn làm từ tuyết Mỹ. Tại vì là khi mà tại vì chị cũng có làm slam bằng tuyết Mỹ rồi, và tuyết Mỹ bên chị cũng có bán. Nhưng hiện tại thì bây giờ là shop đã hết hàng. Thì cuối tháng này tuyết Mỹ mới về nhá. Cho nên là khi mà chị nhìn vào cái chất tuyết thì là chị biết là tuyết Mỹ. Đây chắc chắn đúng là tuyết Mỹ luôn, không phải là tuyết mịn. Tuyết mịn cái chất của nó sẽ không được như thế này, không được ok như thế này. Tại vì tiền nào của đấy mà, tuyết mịn có 200 ngàn, tuyết Mỹ tới 2 triệu mà nó đắt gấp 10 lần cơ mà. Wow, nhiều ơi, wow, nhiều ơi, wow, nhiều ơi. Cái này mình nhồi lên một hồi nó như một cục bông ấy, như thế này. Con có thích hộp này không? Dạ con cũng thích. Nhưng mà cái nào con không thích thì mẹ bằng chơi bằng cái gì? Con chơi hộp này. Thôi mẹ chơi nào? Chơi máy này. Nhưng mà nếu bây giờ mẹ thích hộp màu xanh này thì sao? Chơi chung. Chơi chung á? Có thể nhường mẹ không? Dạ dạ. Thôi mẹ nhường con chứ mẹ lấy làm gì? Con nhường mẹ. Thôi cái này là chị tặng cho mẹ mà. Ơ chị tặng cho con mà, chị ghi ở trong đó chị tặng cho con mà. Rồi. Tại vì là chị rất là thích, cho nên chị cứ ngồi chị hì hục với nó mãi thôi. Tiếp theo là của bạn. Hết rồi. Bây giờ là tới của bạn Trang. Bạn Tira Trang thì là cái hộp, đây là hộp slam trong của bạn. Nó chưa có được trong, cho nên là chúng ta sẽ không chơi được nó. Chúng ta sẽ phải để 1-2 ngày nữa cho nó trong lại thì nó sẽ dẻo. Còn hiện tại bây giờ thì nó đang rất là giòn. À, nhân tiện đây thì chị cũng nói với các bạn đã từng mua hàng bên chị. Các bạn nói là sao các bạn làm slam trong nó không có trong. Không, nó sẽ không trong liền đâu các bạn ơi, mà nó sẽ phải chờ một thời gian khoảng 3-4 ngày gì đó nó sẽ trong, tại vì chị đã làm rồi cho nên là chị biết. Rồi tiếp theo đây là cái hộp slam trong của bạn Trang đây. Slam mây mà mẹ. À lộn, slam mây. Mẹ lộn.
là mây của bạn. À, có 3 màu, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu tím, màu hồng. Hình như là 4 màu gì đó. 4 5 màu gì chứ trong đây này. Bây giờ chúng ta sẽ mix và cùng khám phá nó sẽ ra màu gì nha. Wow, bạn Trang cũng làm từ tuyết Mỹ. Nó chắc chắn nó sẽ ra màu tím đậm lắm mẹ. Sao con biết? Con nhìn dạng như màu nó chuẩn bị đổi màu nó ra màu tím. Màu tím thôi, không ra được màu tím đậm đâu. Cái màu giống như kiểu màu cũng không hẳn là màu tím. Nghe nó cứ nghe xì xì con nhỉ. Dạ, nghe em ta. Wow, đã thế nhờ. Dạ. Thế bây giờ con có nhận hộp này không? Sao lại phải suy nghĩ? Thế bây giờ hai hộp con lấy hộp nào? Hai hộp đều là tuyết Mỹ. Con không biết lấy hộp nào luôn á. Chỉ hai mẹ con đừng quản tụi xì rồi. Rất là ok cái chất của nó các bạn ơi, rất là mềm. Nó mềm và khi chúng ta kéo một chút xíu thôi thì giống như là một cục bông vậy. Rồi chúng ta sẽ để qua đây, đưa cho chị Loan chơi slam thì cũng như không. Làm xấu cả slam nè. Đây là một cái chất base. Đó. Ở trong được điểm xuyết là những cái hạt cốm màu cam rất là xinh, cộng theo những ngôi sao không thấy có tên ở dưới đây. Wow, nghe cái tiếng của nó nè. Mẹ con ấy ở nhẹ quá không lên kêu được. Hơi bị ồn của hàng xóm cho nên là chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng thổi và nổ bong bóng đó. Nhưng mà tiếng nổ bong bóng rất là to, ở ngoài rất là to. Tại vì là cái video này chị quay là chị up lên luôn chứ chị không quay chỉnh sửa gì hết. Cho nên là nó sẽ không được đẹp cho lắm. Lại thích cái này rồi, lại bắt đầu thích cái này đúng không? Mẹ nhìn thấy mặt con thèm thuồng. Mắt con đờ ra là mẹ biết rồi. Xinh quá. Này, nhím xích ra cho cái quạt nó thổi bong bóng vào đây cái. Wow, cái chất slam của bạn thật là dẻo luôn. Thật là dẻo, cái chất này các bạn nhìn này rất là dẻo. Dù gì người ta cũng là một slammer mà nó khác đúng không? Wow, bây giờ mình sẽ nói thế nào về cái cảm nhận của cái slam này ta? Mình thích quá thì mình sẽ nói như thế nào? Yeah không ạ? Tại vì con và mẹ đang quay ở dưới đây. Chúng ta đang quay ở trên cái bàn, chúng ta không quay khuôn mặt. Chúng ta không quay khuôn mặt cho nên là không sẽ không nhìn thấy được biểu cảm. Wow. Đâu có nhìn thấy biểu cảm đâu mà con mẹ ơi. Các anh chị không nhìn thấy biểu cảm của con. Rồi chúng ta lại sang giờ làm khác thôi. Lát nữa chúng ta sẽ chơi. Mai mang lên trên shop chơi. Đưa đây. Rồi. Tiếp theo đây là một cái slam mà kèm mùi gì? Mùi cà phê. Mẹ hửi coi. Wow, đúng mùi cà phê, thơm thế nhở. Ôi sao mùi cà phê? Sô-cô-la hay mùi cà phê? Mùi cà phê. Ôi cái này nó là cái gì đây? Cứng thế. Đâu con rồi coi. Hạt đường. Cứng là cái hạt đường. Đó. Đây là một chất hình như là bạn có cho kiểu giống như là Daiso này. Rồi không đây cái này Daiso súp lê cũng là một đó con. Nhưng mà cái Daiso người mình gọi là Daiso là cái loại đó là của hàng của Nhật, của cái chuỗi cửa hàng Daiso, hiểu không? Nhưng mà chất của nó cũng là đất sét giấy, rất là mềm, rất là dẻo. Nhưng mà hơi cứng tí. Bông hoa của mẹ nó nó không phải là bông hoa mà nó là cái gì ấy. Ở trong đây thì bạn cho kèm theo và là những hạt đường. Đây là các bạn ơi, chị đưa gần đây này, đây là những cái hạt đường, bạn cho rất là nhiều hạt đường vào và khi chúng ta bóp, chúng ta nghe cái tiếng mà nó cứ chật gì đó. Nó kêu chật chật chẹt gì đó, không tả được cái tiếng của nó là gì? Tạt 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 gì? Không phải. Ừ nó cứ chít cái gì ấy. Đó. Ôi ôi bông hoa. Nhưng mà mẹ cũng có vẻ thích cái này rồi. Khi mà mình chơi ấy, là cái tay, những cái hạt đường này ấy, giống như kiểu như đang massage tay của mình ấy. Ừ nó hơi nhột nhột. Con có thích cái này nữa không? Con thích màu tím. Con thích màu tím á? Ủa hồi nãy ai đòi màu xanh, bây giờ đòi con màu tím rồi. Hơi bị kỳ cục. Cái nào con cũng thích cơ. Cái nào cũng thích thì mẹ với con chia nhau ra chơi. Rồi, video của chị đến đây là hết.
chưa hết. Đây là một câu cửa miệng. Đây, và chị muốn khoe tiếp theo, đó là những cái hộp slime trong của chị đây. Thì chị bán cái hộp này với giá là 35.000, cả hộp cả slime. Khi các bạn mua thì ở trong đây sẽ kèm extra thêm là một cái cham hoặc là một chút xíu cốm. Chị sẽ gói và để riêng ở ngoài, về các bạn sẽ cho vào nhé. Đây, slime trong của chị làm đây. Thì tạm thời bây giờ nó sẽ có slime trong trước, sau đó là sẽ có một loạt slime mây, rồi slime lao rim. Lúc đó là chị sẽ làm sau, tại vì chị làm cái này hôm khai trương để chị nói là chị tặng ấy, nhưng mà lúc đó là nó chưa có được trong ấy, cho nên là chị không có tặng được, chỉ được một số thôi, tại vì làm sau mấy ngày, sau cái hộp kia mấy ngày cho nên là nó không có trong. Tịt tịt hay quá mẹ ơi. Cũng đâu đến nỗi là nó xấu các bạn nhở. Mẹ ơi mà con nghe nó tịt tịt. Tại vì là mình quay như thế này là sẽ khó nhìn lắm. Nếu mà quay mà thả xuống nhìn ở dưới thì sẽ dễ nhìn hơn. Đây, đây là một mẹ cái ơi, chất slime trong bên chị. Mẹ ơi, con nghe nó cứ tịt tịt. Thì hôm khai trương ấy, chị có tặng mấy chục hộp slime trong. Thì bạn nào có được nhận được cái slime trong ấy, thì các bạn đó cũng có feedback lại với chị, nói là làm cũng ok chị ạ, chơi cũng được. Thì chị rất cảm ơn những bạn mà đã feedback like và cho chị cái động lực để chị làm. Thì cái này nó rất là dẻo. Hiện tại thì nó cũng chưa có, hiện tại thì chắc là chị nghĩ là nó cũng chưa có được trong cho lắm đâu. Tại vì là chị làm sau cái sự kiện mấy ngày mà. Ơ quên quên lộn, sau cái ngày khai trương hình như sau một ngày ấy, hôm thứ hai mình làm hả? Không nhớ. Vẫn không nhớ lắm. Đó. Các bạn thấy không? Rất là xinh, rất là dễ thương. Rồi, đây là cái hộp mà chị đã cho màu vào đây. Chị cho màu xanh vào. Cái này chị đổ màu vào xong chị để như thế, xong tự nó hòa quyện với nhau luôn, chứ chị không dám nhồi, chị sợ nhồi nó sẽ bị đục lại. Đó. Rồi các bạn ơi, video của chị đến đây là hết rồi. Hết lần này là hết thật sự và chào thật sự luôn. Thì từ nãy đến giờ các bạn đã ngồi bỏ chút ít thời gian ra để xem cái video của chị, cũng như là xem chị làm nhảm và xem chị chơi những cái slime này một cách rất là vụng về. Thì các bạn nhớ share cái video này và đăng ký kênh của chị, cũng như là giới thiệu cho các bạn khác biết shop của chị. Thì hiện tại shop của chị có hai shop, là một chi nhánh, một là ở Biên Hòa, ở Đồng Nai, địa chỉ là 284 An Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai. Các bạn có thể search trên Google là Wishing ở trên shop thì nó sẽ ra nha. Còn cái địa chỉ chi nhánh 2, nó là 112 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5. Các bạn search trên Google cái địa chỉ đó cũng ra. Thì cái đường Phan Văn Trị này nó là đường cắt, nó là sẽ là ở ngã ba Nguyễn Biểu đi vào nhá các bạn nhá. Tại vì có nhiều ba mẹ khi tìm đường thì tìm bên số lớn, còn bên chị là bên số nhỏ nhá. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bé Nhím chào anh chị đi. Bye bye.